Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các cô chú. Chúc các cô chú xem video vui vẻ. Sau đây mời các cô chú đón xem tử vi tuổi kỷ dậu 1969 năm 2021, 6 tháng cuối năm. Người tuổi kỷ dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Bởi vậy họ cũng có tài trong cách tạo dựng mối quan hệ với người khác và luôn được mọi người xung quanh yêu quý, trong công việc tuổi dậu mệnh thổ hết mình bùng cháy đam mê không bao giờ chán nản mệt mỏi mỗi khi gặp khó khăn họ đều tự mình giải quyết không dựa dẫm vào bất kỳ ai họ thích hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận tỉ mỉ Tử Vi Học có nói, sang năm 2021 tuổi kỷ dậu thoát khỏi sự kìm kẹp của thái tuế, bố cục sửu dậu bán hợp kim cục thiên can là tỷ kiên, có thể nói thời điểm nửa cuối năm tuổi kỷ dậu sẽ gặp được rất nhiều may mắn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhờ có quý nhân tương trợ. Ngày hôm nay, xin chia sẻ quý vị và các bạn về tử vi các bác tuổi kỷ dậu sinh năm 1969. Ở video này chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi kỷ dậu trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của tuổi kỷ dậu trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm tân sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi kỷ dậu trong 6 tháng cuối năm 2021 theo tử vi nửa cuối năm 2021, sửu dậu bán hợp lại thêm tuế can kỷ thổ tương sinh tân kim, mang tới cho các bác tuổi kỷ dậu rất nhiều thành công. Công việc của các bác có cảm giác thuận lợi hơn trước, có nhiều không gian phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp hơn. Tài vận cũng rộng mở nhờ các khoản lợi nhuận thu về từ các dự án hợp tác. Vận quý nhân trong thời gian này khá vượng, các bác tuổi kỷ dậu hãy mạnh dạn mưu sự lớn, sẽ được hỗ trợ nhiều về cả tinh thần lẫn tài chính. Hơn nữa, nhân duyên trong thời điểm 6 tháng này khá tốt, các bác còn có thể gặp được những người bạn có trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp. Dù gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng các thầy phong thủy vẫn khuyên các bác tuổi kỳ dậu đừng quá chủ quan và hãy đem theo bên mình một pháp khí phong thủy đó là Kim Bài Thái Tuế. Pháp khí sẽ giúp nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, vận hạn và mang cát lành, may mắn, bình an cho các bác trong năm tân sửu. 2. Vận trình của người tuổi kỷ dậu trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp trong nửa cuối năm 2021 của các bác tuổi kỷ dậu khá hanh thông, đón nhận nhiều cơ hội phát triển. Năng lực làm việc của các bác đã được thể hiện và chứng minh qua rất nhiều trọng trách mà cấp trên giao cho, nhờ vậy, đường tiến thân của các bác cũng rộng mở hơn rất nhiều hơn nữa thời điểm trong năm, mọi mưu sự của các bác đều thuận lợi, sự nghiệp có được quý nhân phù trợ, vận trình sẽ càng thêm hanh thông nếu biết chủ động trong mọi tình huống. Tuy nhiên các bác tuổi kỷ dậu nên nhớ khi có cơ hội đặt ra trước mắt không nên do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Ngoài ra các bác cần mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, tỵ dậu sửu, để tăng cường may mắn, chiêu cắt lành và tài lộc. Đặc biệt khi sử dụng vòng sẽ luôn được quý nhân che chở và tương trợ công việc hanh thông, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tử vi của các bác tuổi kỷ dậu nửa cuối năm 2021 cho thấy, tình hình tài chính của các bác có khởi sắc rõ rệt. Những dự án hợp tác dễ thu được lợi nhuận khả quan, đặc biệt là trong các dự án bất động sản sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối trong thời gian này những bác làm kinh doanh cần phải có thái độ chủ động tích cực hơn biết lợi dụng các mối quan hệ xã hội mà mình đã gây dựng để tăng cơ hội gặp được quý nhân cho bản thân bên cạnh đó các bác cũng nên chú ý duy trì mối quan hệ hợp tác cũ một cách ổn định chớ có mới nới cũ kẻo tự mình đánh mất cơ hội kiếm tiền tốt để nắm bắt được cơ hội tốt trong thời điểm này các bác tuổi kỳ dậu hãy sử dụng pháp khí của nhà phật bát bảo tâm kinh pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn. Đồng thời pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những vận xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong trong năm. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Bán hợp quý nhân xuất hiện mang tới cho các bác tuổi kỷ dậu nhiều mối nhân duyên cắt lành, ngoại giao tốt, được nhiều người yêu quý, giúp đỡ hết mình nếu các bác vẫn còn sống một mình có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp để góp gạo thổi cơm chung có thêm một người bầu bạn và chăm sóc sớm tối còn với các bác đã có gia đình thì nhìn chung gia đạo trong thời điểm này khá êm ấm các thành viên không có khúc mắc gì quá lớn tuy nhiên bác trai cần học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn đời hơn sự áp đặt một cách gia trưởng của bác sẽ không có lợi cho tình cảm vợ chồng Ngoài ra để kích hoạt vận đào hoa thầy phong thủy khuyên các bác tuổi kỷ dậu hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những bác đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm tân sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe, trong nửa cuối năm 2021, các bác tuổi kỳ dậu có thể cảm nhận một nền tảng thể chất sung mãn. Một phần là nhờ lối sinh hoạt lành mạnh và khoa học của các bác, bên cạnh đó cũng không thể không kể đến các khí nhờ có cục diện bán hợp mang đến. Vì vậy, không có nguy cơ tiềm ẩn nào quá lớn đối với sức khỏe thể chất của các bác tuổi kỳ dậu trong thời điểm này. Tuy nhiên, trong năm Kim khí vượng, nhắc nhở các bác đề phòng những khó chịu có thể xảy ra ở gan và túi mật. Để có thể một năm bình an, các bác tuổi kỷ dậu hãy sử dụng pháp khí bát bảo tâm kinh, vòng tay sẽ giúp các bác xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bác tuổi kỷ dậu suốt một năm 2021. 3. Hung cát từng tháng trong vận trình 6 tháng cuối năm tân sửu của tuổi kỷ dậu. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Bước sang tháng 7 âm lịch các bác tuổi kỷ dậu nên đặc biệt chú ý đến tình hình sức khỏe của bản thân trong tháng có hung tinh chiếu mệnh sẽ gây ra vận đen đủi, mọi việc không như ý, điểm báo bất chắc rình rập. Do đó, các bác làm gì cũng phải cẩn thận, chú ý giữ an toàn cho bản thân, tránh xa nguy hiểm, để phòng tai nạn, sự cố khi đi đường. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Vấp phải cục diện tương hình, vận trình tháng này của các bác tuổi kỷ dậu khá ảm đạm, mưu sự khó thành, làm gì cũng chúc chắc. Vì thế mà tinh thần của các bác có dấu hiệu đi xuống, dễ suy nghĩ tiêu cực, nản trí, thậm chí bỏ cuộc ngửa chừng các bác cần nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, kẻo sẽ trượt dốc dài. Phương diện sức khỏe của các bác cũng vì vậy mà ảnh hưởng, tuy không mắc bệnh nghiêm trọng nhưng tinh thần xuống dốc, dễ bị stress, cơ thể mệt mỏi, dễ ốm đau. Thứ ba là tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng này hung vận lấn át cát vận khiến vận trình của các bác tuổi kỷ dậu thăng trầm bất ổn do cục diện tương hại thái tuế chi phối. Có điều, thách thức và khó khăn luôn song hành cùng cơ hội. Khó khăn chỉ là tạm thời, người nỗ lực vươn lên, phấn đấu không ngừng nghỉ sẽ là người gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Ngoài ra việc đầu tư làm ăn trong tháng này, các bác cũng cần hết sức thận trọng kẻo bị gạt hoặc lợi dụng, gây thiệt hại về cả tinh thần, sức khỏe và tiền bạc. Thứ tư là tử vi tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch, tâm điểm chú ý của các bác tuổi kỷ dậu là phương diện tài chính, vượt qua khó khăn lúc trước, tài vận có dấu hiệu nâng cao trong tháng này, việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn, thu hoạch được nhiều nguồn lợi nhuận khả quan. Nhờ vậy mà chất lượng cuộc sống của các bác được đảm bảo và nâng cao. Phương diện sự nghiệp cũng không có điều gì đáng lo ngại. Có những thời điểm các bác phải tất bật với công việc nhưng bù lại, thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, dù quá trình xảy ra trục trặc nhưng bằng bản lĩnh và sự nhanh nhạy, các bác xử lý đâu vào đó. Thứ năm là tử vi tháng 11 âm lịch. Đây không phải là tháng may mắn với các bác tuổi kỳ dậu do ảnh hưởng của cục diện tương phá. Có điểm báo tiểu nhân rình rập gây trở ngại cho công việc. Do đó, các bác phải luôn nhắc nhở bản thân bình tĩnh khi hành sự. Các mối quan hệ cũng có thể bị ảnh hưởng xấu do thái độ nóng nảy của chính các bác. Hãy luôn kiềm chế cảm xúc thật tốt, tránh phản ứng quyết liệt trước những lời nói kích động của người khác bởi đó có thể là chiêu trò mà những kẻ ghen ghét gây ra để tìm cơ hội quật ngã bạn thứ sáu là tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng này, tam hợp thái tuế xuất hiện mang theo may mắn cho các bác tuổi kỷ dậu về phương diện tình cảm. Mâu thuẫn giữa vợ chồng được hóa giải, gia đạo khá yên ổn. Công việc cũng được tiến hành suôn sẻ, một vài khó khăn trong công việc sớm bị đẩy lùi, thay vào đó là nhiều cơ hội thăng tiến. Các bác hãy chủ động và sông sáo hơn để nắm lấy cơ hội phát triển sự nghiệp cho mình có điều, dấu hiệu tiểu nhân hay thị phi vẫn đang đeo bám, các bác vẫn nên hành sự thận trọng ở thời điểm năm hết Tết đến. Ngoài ra tài lộc của các bác tuổi kỷ dậu thời điểm cuối năm vẫn trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng, nhất là trong tháng cận Tết việc sắm sửa tăng cao nên chi nhiều hơn thu, tài lộc khó tụ. 4. Vận hạn của tuổi kỷ dậu trong vận trình nửa cuối năm 2021 Thứ nhất là sao hạn tuổi kỷ dậu trong thời điểm 6 tháng cuối năm Tân Sửu, bác trai tuổi Kỷ Dậu được sao Thái M chiếu mệnh. Sao này thường đem lại sự hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc, tiền tài, làm cho được tọa nguyện những ước mơ của mình. Tuy nhiên bác trai cần phải chú ý hạn Diêm Vương. Hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Bác cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó, trong thời gian này có thể có tin buồn tang chế từ họ hàng xa đưa tới bác gái trong thời điểm này kém may mắn hơn khi bị sao thái bạch chiếu mệnh. Bởi đây là sao xấu gây hao tán tiền bạc. Dân gian có câu thái bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2 và năm âm lịch. Hơn nữa bác gái cũng cần chú ý hạn thiên la. Hạn thiên la chủ về đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Cho nên bác cần chú ý nhiều hơn về điều này. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của các bác tuổi kỳ dậu gồm có các cát tinh lộc tồn, phượng các giải thần, hàm trì tốt cho tài lộc và công việc. Hung tinh thì có bạch hổ, phi liêm, thiên quan tác động xấu tới sức khỏe, đề phòng thương tật bất ngờ. Cung tam hợp thì gồm có các sao hoa cái, thiên phúc, long trì tốt cho nhân duyên và mặt ngoại giao, nhưng tuần, triệt, thiên khốc, thái tuế, phá toái quan phù cản trở công việc, gia đình có chuyện buồn khóc cuối cùng là cung sung chiếu thì có hai hung tinh lưu hà và tăng môn mang điểm báo gia đình có chuyện buồn, đề phòng tai nạn sông nước. Xin chào và hẹn gặp lại.